Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại van và phụ kiện đường ống. Bên cạnh các loại van và phụ kiện đường ống thì công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại khớp nối nhanh hay còn gọi là cam lóc. Trong các loại cam lóc thì thường thường là bấm vào trong những cái đầu ống dùng để tháo lắp ranh, tháo lắp nhanh anh chị các bạn. Thì thường thường anh chị các bạn để ý trên những chiếc xe bồn mà chở dầu á, trên có những cái đường ống, đầu cái đường ống á, thường có những cái khớp nối như thế này. Thì mục đích á, là cái ống đó là ống rời, hoặc là cái ống đó dùng để hút hút nhiên liệu, hút chất lỏng, hút cát, thì người ta sử dụng kết nối nó và tháo ráp nó nhanh trong quá trình mình hoạt động. Thì hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một trong những cái loại khớp nối nhanh, chất liệu của nó bằng inox 304 chống rắc rỉ. Đó là khớp nối nhanh đầu cái anh chị các bạn. Đầu cái, nhưng mà đầu cái này là răng trong và đầu cái răng ngoài. Đầu cái răng trong đây, cái này là đầu cái răng trong này. Thì cái đầu cái thì nó có hai cái tai như thế này anh chị các bạn này, hai cái tai như thế này. Hai cái tai như thế này. Và hai cái tay này á, nó là hai cái tay khóa luôn anh chị các bạn. Đây nè. Cái đầu đực á, thì thường thường nó có cái rãnh. Đây, nó có cái rãnh này. Thì khi mà mình hoạt động á, mình kết nối giữa đầu đực và đầu cái đó, thì chúng ta phải ngẩng nó lên như thế này đây. Ngẩng nó lên và chúng ta đưa cái đầu đực vào trong. Và chúng ta sẽ khóa cái đầu cái lại. Thì nó rất là chắc nha anh chị các bạn, rất là chắc. Đây. Và khi ta mở ra thì ta chỉ cần mở như vậy thôi thì nó rớt ra. Thì cái đầu một cái đầu cái kết hợp với đầu đực trong cái sự kết nối đó để mà vận hành một cái đường ống trao đổi cái hút, trao đổi cát, trao đổi chất lỏng dùng để hút. Thì cái đầu cái này nó có hai loại anh chị các bạn, tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng của người sử dụng. Mục đích sử dụng của người sử dụng thì người ta sử dụng đầu cái răng ngoài hoặc là đầu cái răng trong. Đây. Thì cái loại hàng này hiện tại là công ty chúng tôi có đầy đủ quy cách theo ống. Đối với ống phi 21 thì chúng tôi có đầu cái răng ngoài và đầu cái răng trong là 21, rồi 27, 34, 42, 49, 60, 76, 90, 114 và 140. Thì nếu ống nhỏ thì cái khớp nối nhanh hay còn gọi là cam lóc này nó nhỏ. Nếu mà ống lớn thì cái khớp nối nhanh này nó lớn anh chị các bạn nha. Chất liệu của nó bằng inox 304 chống rắc rỉ, nó có thể sử dụng trong môi trường nước, môi trường dung môi và độ ẩm. Thì cái loại này nó cứng chắc và rất là bền nha anh chị các bạn. Rất là bền. Thì thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy thực tế cụ thể. Đây là cái đầu cam lóc, đầu B, đầu cái răng ngòi, và đây là cái cam lóc đầu A, đầu D này, đầu cái răng trong đó. Thì hai cái loại này anh chị và các bạn có nhu cầu cần mua, anh chị các bạn cứ liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần mua cái loại đầu cái răng ngòi hay răng trong. Thì công ty chúng tôi sẽ dựa vào cái thông tin của quý anh chị và các bạn cộng với cái kích thước mà anh chị các bạn cần mua để sử dụng thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn và có thể ship hàng trong ngày cho quý anh chị và các bạn. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ. Anh chị các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi Hùng review những cái sản phẩm khác và thông qua những cái sản phẩm Hùng review đó, anh chị các bạn có thể thấy thực tế cụ thể cái loại hàng mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Đó là những cái loại hàng mà công ty chúng tôi sẽ chốt đơn được từ khách hàng. Chúng tôi sẽ gửi hàng giống y chang như vậy. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.